Ok, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chơi một game mèo săn cá nha. Rất là dễ thương. Em có một chú chim. Ok, một bức thư viết bằng tiếng Anh. Chú mèo là hai chú mèo. Ta sẽ làm gì? Đây là một thuyền cờ trắng. Chăn cái chú mèo nha. Let's go fishing. Ok. Ngày 1. Ok. Mèo đã nặng xuống dưới đáy biển rồi. Tôi lượng oxy này. Bắn cá này. Hết oxy chúng ta sẽ phải ngoi lên. Oxy chúng ta còn 7 oxy. Ok, được 1 chú. 2 chú. 3 chú. Ủa, không được. Sao á? Lên thôi. Hay quá. Mèo ngủ. À, ngôi nhà chúng ta nâng cấp oxy. Chúng ta có thể mua thêm lưới giun để dụ cá và bom. Rất nhiều thứ. Trò chơi rất thú vị. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi săn cá tiếp rồi. Đây là hòn đảo Râu. Chung lưới bắt cá. Ok. Rất nhiều cá. Ra. Một 50 ạ. Ok, mình bắt được cái con cá trong lần này nha. Ok, chúng ta sẽ vào ngôi nhà của chúng ta và update đồ vật lên nè. Chúng ta có thể nâng cấp cái súng bắn của chúng ta lên. Đồ. Wow, súng 3 mũi tên là 3.000 nè. Súng của ông ngắm là 7.000 nè. Mũi tên to là đấy. Rất nhiều loại. Nâng cấp bình oxy lên. Cấp thuyền, thuyền 20.000 vàng. Ok. Chúng ta lại đi thôi. Tiếp đi nữa. 800. Lên đường thôi. Ok. Chúng ta chưa mở được hòn đảo này. Thuyền chúng ta chưa đủ đi xa để sang hòn đảo đấy. Tiếp tục chúng ta đến hòn đảo này. Ôi. Ooh.
ép oxy rồi, chúng ta phải lên thôi. Ok, biết lần này chúng ta được bao nhiêu rồi, 11 con cá. Bạn mèo này thích ăn cá này, 5 con cá Nemo. Ok, chúng ta cần bắt 5 con cá Nemo. Cho bạn mèo, bạn ấy đang nhìn nâng cấp được lên. Tiếp tục cá Nemo, bắt 5 con cá Nemo. Chưa thấy cá Nemo xuất hiện. Ô, xa quá không bắn được, xa quá không được. Ôi nhiều quá. Phải dập điện. Ừ. Tinh giản. Điện cho tinh giản. Cá lê mồi. Rất nhiều cá. Cá Nemo, cá Nemo, cá Nemo được một con rồi. Ôi, chết rồi, biết rồi. Xa quá. Chết con. Chạy chứ bố. Chạy nha. Wow, tiền của bạn mèo nào đây? Trao đổi hàng hóa. Mua vật phẩm nâng cấp. Ok, không cần. Đi câu tiếp. Ok, bắt được một cá Nemo rồi và sẽ tiếp tục. Xa quá, toàn bạn xa rồi. Update lên à, cho cái súng này tăng lên. Ồ, 2.000 đô không đủ. 1.400. Tiếp tục đi câu. Các loại cá này, chúng ta có các loại cá đây. Đấy. Các loại cá mà chúng ta đã săn được. Đâu? Cá Nemo, cá Nemo, cá Nemo, cá Nemo. Cá
Luca Nemo. Ngày thứ bảy chúng ta đi câu cá. Wow, bắt được rất nhiều loại cá luôn. 3.900 đô. Phải update rồi. Khẩu súng rồi đây. Ta nhìn đồ biết thế. Ngày thứ 8, chú mèo xuống săn cá. Rồi, chúng điểm săn cá. Đáp mồi ra đây. Đáp mồi ra. Cho thu hút thật nhiều vào. Thu hút thật nhiều vào. Đấy. Thu hút thật nhiều vào. Đá, nơi mù. Nơi mù. Qua đợt này là qua 400 vàng thôi. Ta câu luôn. Câu.
go. Ok, bạn bèo này bạn ấy à thích ăn con cá bớt màu xanh à, chúng ta sẽ bắt ba con cá các bạn ấy. Vẫn là hòn đảo này thì chúng ta chưa đủ tiền mua tàu mới. Tàu mới chúng ta mất 20.000 đô à, rất là nhiều. Rồi, cho mồi vào đây, đáp mồi ra cho cá nó vào và chúng ta tung lưới bắt luôn. Ôi, không bắt được con đấy à? Vâng. Khả năng đi rồi. Ok, đã bắt được tiếp con cái rồi. Ok. Đô mới nâng cấp được súng này và cố tiết kiệm. Ngày thứ 14 chúng ta đi săn cá. Ngày thứ 14 làm luôn một em. Đáp mồi lên cá nào vào. Ok, rất nhiều cá. Tung lưới bắt luôn cả đám. Tiếp theo là chúng ta đáp mồi tiếp để cá nó vào đi. Cá nó vào đi. Có cá này, cá rất nhiều cá ơi. Mình nhìn biến động ok luôn. Đâu qua chúng ta đã mở được khu vực mới. Ôi, bắn cá trên mặt trăng luôn. Rất nhiều loài cá dị nhân. Thank you.
lên. Đây, mua luôn cái súng này. Ok. Ok, chúng ta thử vào mua thêm này. À, đây là quyền. Update quyền. Update quyền thì chúng ta cần phải có 20.000 đô cộng với lại 69 đánh răng. Thêm được là chúng ta cần phải bắt 4 con cá này.